chuyên về số 4 axit loại 1. Gọi là axit loại 1 bởi vì là các nhanh axit này gốc axit không có tính oxy hóa, có nghĩa là tính oxy hóa của nó chỉ phụ thuộc vào H cộng. Vậy thì tương tự với nó thì hay nói cách khác là nói về tính chất của axit loại 1 này hay tương đương với lại tính axit của H cộng. Một năm ba thứ cần nhớ. Rồi, cửa A A O V. Điều kiện bạn được kim loại chất hydro trong các đề hóa. Thứ hai thì đó là kim loại tác dụng với axit loại 1 thì tạo thành muối cộng hydro, không phải là nước ạ. Viết thành các phương trình nhá. Natri cộng HCl, magie cộng HCl, nhôm cộng HCl, đồng cộng HCl. Cái điện này biết phương trình nhiều. Kali cộng H2SO loại, canxi cộng H2SO loại và Ag cộng H2SO loại. Viết phương trình của tôi là phương trình. M cộng với lại H cộng là tổng quát này để tạo thành MN cộng cộng H2 này, như thế cân bằng này. Thì đằng này lên N đúng không? Đằng này sẽ là N. Đây là N phần 2. Đây, vậy là một M thì lúc nào cũng sinh ra N phần 2 hydro. Đấy chưa? Và bởi vì như vậy nên là chỗ này là N phần 2 trong hydro. Một M sinh ra N phần 2 hydro, nên là nếu mà M có trị 1 thì sinh ra 1 phần 2 hydro, và có trị 2 sinh ra 1 hydro, và có trị 3 sinh ra 1 phần 2 hydro. Đấy, nó bắt nguồn từ cái chỗ đấy. Thế là mình chưa bài. Câu số 1, dãy chất nằm sau đây gồm những chất được tác dụng với 24 loãng. Trang số 8 nhé. Thì có đáp án A bình loại đồng, đáp án B bình loại NaCl, đáp án D bình loại BaSO4. Vậy thì chỉ còn đáp án C đúng không? Câu số 3, dãy chất nào sau đây đều tác dụng với axit chlorhydric? Đáp án A loại đồng, đáp án C loại bạc, đáp án D loại đồng, và đáp án của chúng ta đáp án B. Bây giờ câu số 5. Câu số 5. Cho 2mg hỗn hợp gồm magie và sắt tác dụng với HCl dư thì thấy có 1g khí hydro thoát ra, số mol là bằng 1 chia cho 2 bằng 0.5. Hỏi bao nhiêu gam muối clo đua tạo thành MgCl2 FeCl2. Thế thì theo như các cái cách cũ mà các bạn làm thì các bạn sẽ đặt là số mol của magie là A, số mol sắt là B, đúng không? Sau đó mình đi tìm AB, mà cách kia là cách chậm. Có nhiều bạn biết cách nhanh hơn rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn giảng về cái bản chất cách nhanh rồi. Mình không phải học thuộc về, mình không phải là để mình có trang bị một cái cách, mình có thể là tự chứng minh được công thức như thế nào. Đề bài yêu cầu hỏi là ngại, đây là khối lượng muối clo đua. Nếu chúng ta tinh ý ra, chúng ta nhìn thấy khối lượng muối clo đua thì nó chia thành hai phần, một phần là khối lượng kim loại, một phần là khối lượng sinh vật trừ. Thế là trong đầu ấy mà mình sẽ chạy về thế này, không bao giờ chết được. Khối lượng muối clo đua thì bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với lại khối lượng của Cl trừ. Khối lượng kim loại phản ứng kỳ đề bài cho nổ 20g, đúng không? Bây giờ mục tiêu ta đi tìm khối lượng Cl trừ thôi. Muốn tìm khối lượng Cl trừ thì mình có khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 3
35,5 nhân với lại số mol CL trừ. Thế bây giờ mục tiêu ta đi tìm là số mol CL trừ thì bằng như thế nào? Dĩ nhiên là không thể tìm mà số mol CL trừ bằng số mol MG CL2 và FX CL2 rồi. Ta nhìn cái việc là chúng ta nhìn bảo toàn nguyên tử benzo clo. Trước phản ứng thì có phải clo chỉ nằm trong HCl không? Còn sau phản ứng thì clo nằm bên trong CL trừ không? Nên chúng ta sẽ có, nếu chúng ta đi bảo toàn nguyên tố clo, bảo toàn nguyên tố clo thì có phải mình sẽ có ban đầu là số mol clo bên trong HCl. Trong HCl chỉ có một clo thôi, một bằng số mol của CL trừ không? CL trừ thì nằm trong MG CL2 và FeCl2, nên thì đó tắt là CL trừ nhá. Được chưa? Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục là chúng ta đi bảo toàn nguyên tố hydro. Khi mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro thì mình có là hydro ban đầu tiên trước phản ứng là chỉ nằm trong HCl đúng không? Nó chính là số mol của HCl phản ứng. Thì ở trong là HCl phản ứng này có một hydro. Một. Sau phản ứng nó trừ hết ở đâu? H2 bằng số mol H2 và trong H2 này có mấy hydro? Hai. Vậy kết hợp hai cái thằng này lại. Kết hợp hai này lại thì có phải thầy được là số mol của CL trừ bằng số mol của HCl và bằng 2 lần số mol của H2 không? Được không? Vậy thế ở trong này thì thầy được bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng 35,5 nhân 2 lần số mol H2 không? Thế là thầy có chứng minh cho nó là một công thức. Chúng ta làm nghe. Mà công thức này không bao giờ không. Trong đầu tự chạy đấy. Đỉnh cao nhất của việc học là chúng ta tự chứng minh được công thức. Chúng ta không phải nhớ. Bởi vì chắc thì khi nó cho bài này, nhưng bài này nó không phải là màu kim loại, nó là có cả màu kim loại và oxy. Thì mình phải tự suy luận chứ. Đúng không? Chứ làm gì có chuyện được ứng dụng y xỉ nguyên cái công thức này. Dĩ nhiên vẫn có, nhưng mà cái bài dễ. Vậy suy ra ở đây từ cái bài tập này đến hai cái dấu sao để chúng ta nhớ. Thứ nhất là số mol của CL trừ thì luôn bằng số mol của HCl phản ứng và luôn bằng số mol của hydro. CL trừ là sản phẩm, H2 là sản phẩm, nên không quan tâm đến là dư hay không, điều đó không có dư. Nhưng mà HCl là chất tham gia phản ứng thì nó có dư và có hết. Thì mình ghi cái từ phản ứng vào đây để mình biết là đây là phản ứng chứ không phải là tính cả là dư nhá. Để chặt chẽ vào. Thứ hai thì mình có khối lượng của muối clo đua. Muối clo đua. Đây thì mình chứng minh ở dưới này thì ghi tập hợp lại thôi. Thì chính bằng khối lượng của kim loại phản ứng cộng với 35,5 nhân 2. 35,5 nhân 2 phải bằng 71 rồi. Nhân là H2, một công thức. Sau này dùng nhiều không chứng minh lại công thức này đâu. Sau này chỉ có máy tính thôi. Thầy đang soạn đề để cho Sa bắt đầu làm đề thi đủ rồi. Khả năng cao là bắt đầu sang tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu trên trình đấy. Làm đề thi đủ trên S5. Không mất phí, chỉ mất thời gian. Chữa bài tập bằng live stream ở trong nhóm lớp. Không mất học phí, chỉ cần chăm học thi điểm cao. Đấy nha, hỗ trợ hết mức rồi. Và thi mà học gà cũng là cô. Nhớ nó là một cái loại phản ứng nha. Sau quả ứng thu được muối. Đây bài học các mờ muối. Ta lại nhìn tiếp là muối này nó tách làm hai phần, một phần là mờ kim loại, một phần mờ gốc S1. Đúng không?
đây gọi bò kim loại, đây bò gốc SO4 2 trừ. Thằng này là mờ oxit giết rồi, nó cũng tách ra làm hai phần, một phần là mờ kim loại, một phần là mờ oxy trong oxit. Vậy rõ ràng ta nhìn thấy là ở hai cái phần này thì có cái phần kim loại là cố định, và sự thay đổi nó chỉ là sự thay đổi là oxy mất đi thay thế bằng gốc SO4 2 trừ thôi. Tình ý thêm một chút nữa thì mình nhìn thấy FeO biến thành FeF4, một oxy thì thay thế bởi một gốc SO4, Al2O3 thì thay thế bởi Al2O3 lần, một oxy, ba oxy thì thay thế bởi ba gốc SO4. Vậy hoàn toàn chúng ta có thể dựa vào đó mà nhìn thấy được rằng là một thằng oxy trong oxit, đây là điều oxy trong oxit, thì bị thay thế bởi một gốc SO4 2 trừ. Lý do tại sao phải oxy 2 trừ? Một chất tích ra đi, một chất tích khác phải bù lại, một oxy ra đi phải bù lại bởi một gốc SO4 2 trừ. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng ta có thể sử dụng, chúng ta hoàn toàn có thể đẻ ra được cái công thức là công thức tăng giảm khối lượng, đúng không? Đây mình sẽ công thức tăng giảm khối lượng như sau. Mình có là đây là chắc chắn là oxy thì là 16 đúng không, SO4 2 trừ là 96, cái thằng này là nặng hơn rồi. Mình khẳng định là chắc chắn là khối lượng của muối sau phản ứng này chắc chắn là nó sẽ là lớn hơn, đúng không? Với quả là mình có là khối lượng của muối sunfat trừ đi khối lượng của oxit chia cho này, thằng nào vứt đi, oxy vứt đi đúng không, vứt đi thì phải là trừ, trừ 16. Thằng nào bơi vào SO2 trừ bơi vào nó là bao 96, thì chính bằng số mol H2SO4 phản ứng và nhân tiện cũng chính bằng oxy trong oxit, gọi là một SO2 trừ bằng oxy trong oxit. Đó, nó đáp vào công thức là xong. Đây này, muốn là cái này chúng ta phải tự logic được. Đây là tự logic nha. Chạy. Vậy đây mình được ạ, mờ muối xung phát thì bằng này, số mol là số mol 4 nhân với lại 80 cộng với mol oxit là 55.2. Sau này đến một lúc mà em làm nhanh nghiệm làm quen rồi thì cô bảy bấm máy tính thế này, chỉ bấm máy tính vậy, không phải làm gì đó quá nhiều bằng nhau. Đây là câu số 7. Ôi chết, ôi chết, chết nhục luôn. Cho 5.4 gam kim loại mờ, quá trị không đổ, áp dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% sau phản ứng thu được hydro, số mol hydro bằng 0.3 và dung dịch A, xác định kim loại mờ khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Của HCl nguyên chất bằng 0.6 nhân với 36.5 bao nhiêu nhỉ? Đấy, đây các 21.9. Ở đây bài cho ta là dung dịch HCl 20% phải hoàn toàn tìm được khối lượng của dung dịch HCl 20% bằng 21.9 chia cho C% là 0.2. Đó. 109.5. Đây có một cái chiêu chuyên dùng để xác định kim loại. Nào cứ gặp cái chỗ bọn này cứ đi lấy mờ kim loại chia cho phần số mol electron mà kim loại đó nhường, nhớ mốt cái này. Ví dụ này, bài này này, 5.4 gam số electron của kim loại nó nhường hydro dương 1 về hydro 0, 1 trừ 0 bằng 1, chỗ này có 2 nhân với 2 là 2, 0.3 nhân 2, 5.4 chia cho 0.6 thì bằng 9. Bây giờ chúng ta sẽ có
đến đây 9 x 1 bằng 9, 9 x 2 bằng 18, 9 x 3 bằng 27. Cái nào quen? 27 quen thì nó là đúng. Thế thì cái chỗ này, cái thằng 9 này nếu học sâu hơn so với em học cao hơn, nó là cái đương lượng, giá trị đương lượng. Cái giá trị đương lượng này nó có lịch sử, nó lâu đời hơn cả số mon. Còn đương lượng nó phát minh ra trước số mon. Nhưng bọn em không cần quan tâm. Chẳng quan tâm gì. Đến lúc mà cứ gặp cái dạng bài tập mà đi xác định kim loại thì cứ nhớ thầy đi lên mở kim loại chia cho số mon e bao nhiêu bao nhiêu, nó sẽ ra một cái số. Mình lấy cái số đó, mình nhân lần lượt với 1, với 2, với 3. 1 là 1 e cho rồi, 2 là 2 e cho rồi, 3 là 3 e cho rồi. Được một cái số nào mà bằng với lại nguyên tử của mình quen thì mình chọn. Ví dụ như nếu mà cái số này thì chia ra được thành là 32 thì nó là gì? Đúng rồi, 32 phải là 32,5 thì nó là kẽm, được không? 20 thì nó là gì? Canxi. 20 nhân 2 40. Đấy, đấy là cái cách làm của tôi. Còn không thì chúng ta phải biện luận. Và thầy không biết biện luận. Đây là xong 15. Mình xong trên đấy số 1. Xong trên đấy số 4. Sau đó mình ra trên đấy số 5. Cái này sao chưa được? Em biết chưa đúng không? Khi thầy đăng video, thầy đăng nợ chúng ta những video nào nhỉ? Thứ nhất là mối em video. Thế là thì có rồi, có được thì chưa đăng. Thứ hai là chuyên đề số 2. Thứ ba là cái này, sáng mai đăng. Nhưng mà thầy dặn trước nhé, thực dư thời gian thì em làm cái sao này. Tại vì cái sao này là 4 năm nay không có trong đề thi rồi, hiểu không? Nó hơi mất thời gian. Mục tiêu của chúng ta là nay là học sang axit loại 2 này, tuần sau là học hết axit loại 2 sang điện hóa này, sau điện hóa sang điện phân này, cố gắng làm sao mà hết tháng 11 là sau điện phân. Thế là còn đâu hết tháng 10 xong điện phân, sang tháng 11 là xong hết 1A, 2A sau hết nhôm, học một nửa đầu tháng 12 học sắt chrome nữa là mình còn hẳn một nửa tháng 12 sau 15 ngày cũng là 2 tuổi rồi, mình cô học 11. Thế là mình hết toàn bộ 12 đấy. Mục tiêu chúng ta học đến 15 tháng 12 hết chương 12. Chúng học 1A, 2A. 1A, 2A, nhôm, sắt chrome. Để đề phòng là đến